sĩ nội khoa, tôi làm bệnh viện, cho nên tôi phải tìm hiểu coi phương pháp để chữa được cái gì. Thì khi mà tìm hiểu, tôi thấy mà lịch chỉ có hai cái mà triệt tiêu thôi. Thứ nhất là liệt do di chứng tai biến mạch máu não, giải quyết công lắm. Hai, chân cao thấp chân cao. Mà chân thấp chân cao là do gì? Do thần kinh tọa. Còn cái chuyện mà câm điếc ấy, thì chỉ hiếm thôi, không hiểu. Mà sau đó là tôi mới phát hiện ra cái phương pháp của y mô mạch đó, trong đó cái người mà sử dụng mà hiệu quả nhất tức là Savanok. Và hiện nay mọi người đi khắp châu Âu, đi châu Âu, nhất là Bắc Âu. Bắc Âu là người đi lên phía Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy thì sẽ thấy họ sử dụng rất nhiều cái phương pháp này bằng cách là gì? Bằng cách là xông hơi. Xông hơi, tắm lạnh chính là phương pháp y mô mạch. Và ông Savanok ấy, ông có một cái cách điều trị cho những cái người mà sức đề kháng kém, đơn giản lắm. Dùng cái khăn chườm ra, nhúng nước nóng đặt vô trong cái chỗ gan và để xong 1 giờ đồng hồ, ok luôn. Tất nhiên là đắp rồi thả là tức là thay nóng liên tục. Từ cái chuyện đó thì tôi mới về tôi nghiên cứu, tôi thấy thứ nhất là cái cơ thể của mình ấy, có từ 4.5 tới 5 tiết máu, toàn bộ cái hoạt động trong hệ thống tuần hoàn của mình. Nhưng mà riêng đặc biệt có gan là 1 giờ đồng hồ 60 tiết máu đi qua đó. Tôi nghĩ ra cái loại đá massage chườm vô đó xem sao. Thì một cái điều mà lạ lùng nhất bản thân tôi chiêm nghiệm trước đó là giấc ngủ thật là ngon. Tôi thấy đúng rồi. Mọi người nên nhớ một điều nha. Trong cái cuộc đời chúng ta, cái mà quan trọng nhất để cho cái sức khỏe chúng ta mà hồi phục đó, không có cái gì bằng giấc ngủ đó. Giấc ngủ mà ngon thì tất cả đều tốt hết. Tôi đã tìm được là giấc ngủ. Và từ trước tới nay, sau 3 năm tôi thực hiện, thì phải nói là từ cái dùng cái chữ mà dùng đá massage để chườm nóng dùng gan, tôi bỏ rồi. Tôi dùng cặp đá diệu kỳ, bởi vì nó diệu kỳ quá, bởi vì nó làm được nhiều việc quá. Đúng là máu mạch mà được giãn ra rồi, được lưu thông rồi, được rửa sạch rồi, thì bao nhiêu cái bệnh tật ấy, nó được lùi hết đi. Và 3 năm nay bản thân tôi những cái bệnh tật bây giờ nó lùi dần hết. Mà cái đó bất ngờ, thật là bất ngờ. Cũng như tôi nói, cái trường hợp với anh là bị gút ấy, anh đâu rồi, đi đâu rồi. Thì trước mắt ấy, thì gút ấy là không có khó trị. Gút ấy là điều đầu tiên là xem lại chế độ ăn uống. Những cái điều mà không nên ăn trong lúc mà chữa bệnh vậy đó, thứ nhất là tôm, cua, lòng bò, thịt cầy và các cái cơ quan nội tạng của các loài bệnh. Anh ngưng nó cho tôi. Cái thứ hai là anh chườm đá nóng hàng ngày. Và đang bị viêm sinh ấy, thì một ngày ta chườm 2 lần. Một lần tôi chườm 2 tiếng đồng hồ. Cái thứ ba là những cái chỗ sưng nóng đỏ đau ấy, thì chúng ta sẽ mua thêm đá bỏ vào ngăn lạnh ấy. Thì đối với cái đang sưng vậy, anh nên bỏ thêm 4 cục lên đó, lên ngăn lạnh. Và ngăn lạnh chúng ta đó là phải lạnh từ 15 độ C cho đến 18 độ C. Âm đó nha. Âm 15 độ C tới 18 độ C. Thì cái phương pháp mà làm lạnh đó, nó gọi là cryotherapy. Mà thế giới ta dùng rồi. Và nhiều người rất nổi tiếng để điều trị gút bằng cái cryotherapy này. Nhưng mà mình ở đây mình làm lạnh bằng cách là gì? Bỏ vô ngăn lạnh, mình để vô cái chỗ sưng. Và chúng ta đặt cái chỗ sưng liên tục. Cái chỗ nóng á, thì một tuần á, thì mình làm ở một ngày mình làm 2 lần. Nhưng mà cái chỗ lạ, chỗ mà sưng cái gút á, thì anh dùng cho tôi là lạnh liên tục. Lạnh tới một lúc mà là cái chân không thấy đau được. Thì không đau nữa, thì lúc đó mình phải dùng cái ngón tay mình miết ở trong cái khớp gối hoặc là khớp chân mình ấy.
là không còn đau nữa, nhưng mà lúc đó mình biết vô, mình sẽ tìm ra một cái chỗ, mà cái chỗ đó là cái chỗ đau, đau cái khúc đau này đó, thì lúc đó ta chồm trực tiếp vô đó. Ta chồm tiếp tục cho đến khi nào ta bị bỏng thì thôi. Bỏng lạnh đó. Mà khi đã bỏng lạnh thì có nghĩa là hết rồi. Và tôi nhìn anh này á, là trong tương lai nếu mà không chữa là phiền phức lắm. Tại vì cái IRAS nó ra về các khớp gối, mấy cái tô bi là còn đỡ. Cái này nó ra trong thận, nó ra trong gan, rồi nó thậm chí nó ra trong phổi. Và nguy hiểm cực kỳ. Mà cái acid và cái oxalat được canxi, cái sỏi đó đó, mình làm dễ tiêu. Nhưng mà cái IRAS nó cứng lắm, khó tiêu lắm. Tôi hy vọng rằng là lần này anh gặp tôi gặp ai rồi. Còn nãy giờ tôi nói, tôi dành cho anh mấy phút đó, anh về cố gắng, anh làm cho đúng như tôi. Thì trong vòng tuần lễ sau là anh đã thấy giảm đi được liền rồi. Lớp học mình căn bản ấy, thì chữa bệnh thì nói rồi. Nhưng mà lớp mình mà chuyên sâu á, trong đó có phần sử dụng thế khám đi, thách nhiệt liệu pháp và hàn liệu pháp, hàn thạch liệu pháp để chữa những cái chứng bệnh khó, thì sẽ được giới thiệu thêm cho mọi người. Ngay cả cái bệnh kinh sinh, mọi người có thể tưởng tượng mà bệnh kinh sinh là mình thấy mệt mỏi lắm á, mà chúng ta mà học lên chuyên sâu thì chúng ta làm điều chỉnh một cách là tốt, là mọi người sẽ thấy thay đổi liền. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.